Nói gì xù đó. Đó xù đó. Đó. Rồi. Matthew chapter 22, đúng không? Verse 23. Rồi, we will read first in English. Chúng ta đọc trước trong tiếng Anh. We will read first in English. Okay. The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him, saying, Master, Moses said, if a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother. Now, there were with us seven brethren, and the first, when he had married a wife, deceived, and have no issue, left his wife unto his brother. Likewise, the second also, and the third unto the seventh. And the last of all, the woman died also. Therefore, in the resurrection, whose wife shall she be of the seven? For they all had her. And Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God. For the resurrection, they neither marry, nor are given marriage, but are as the angels of God in heaven. But as touching the resurrections of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying, I am the God of Abraham, and God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Okay. Đoạn này đọc như vậy, nghe nhưng mà thật sự khó hiểu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng đọc tiếng Việt 23. In Vietnamese, trong ngày đó có người Sadducee, là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng, thưa Thầy, Môsê có nói thế này, nếu có người nào chết mà không có con, thì anh em người sẽ lấy quả vá của người anh để nối dòng cho anh. Vả trong chúng tôi có 7 anh em. Người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để lại cho em. Người thứ hai, thứ ba đến cùng người thứ bảy cũng như vậy. Rốt người đàn bà cũng chết. Vậy lúc sống lại, người đàn bà đó sẽ làm vợ ai trong 7 người? Vì cả thấy đều đã lấy người làm vợ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi lầm vì không hiểu Kinh Thánh và cũng không hiểu quyền phép của Đức Chúa Trời thể nào. Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ cũng không lấy chồng. Xong, những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. Các ngươi há không đọc trong lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Let's pray. Thank you, Father, for this morning, for the reading of your word. May you help us, Father, to understand your word and understand your teaching, that we will understand more about heaven. Xin Chúa giúp chúng con hiểu thêm về sự giảng dị của Chúa, rằng chúng con biết thêm ở trên trời như thế nào, những người đã chết trong Chúa như thế nào, và chúng con sẽ như thế nào trong tương lai. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa dẫn dắt chúng con trong hôm nay, vì chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen and amen. Trong câu số 15, là mấy người Pharisee tìm cách bắt lỗi Chúa, đúng không?
Những mấy người Pharisee, tại vì trong thời đó có ba tầng lớp lãnh đạo, ba tầng lớp lãnh đạo, ok. Ở Việt Nam mình thì chỉ có một đảng thôi, một đảng lãnh đạo thôi, nhưng mà trong một đảng nhưng mà nó có nhiều người lãnh đạo, ok. Trong một đảng nhưng mà có nhiều người lãnh đạo, chủ tịch nước nè, rồi xuống chủ tịch nước là có chủ tịch tỉnh nè, xuống chủ tịch tỉnh là có chủ tịch huyện nè, đúng chưa? Chủ tịch huyện xuống chủ tịch huyện là có chủ tịch xã nè. Giờ mình ở đây là xã Thanh Bình, dưới chủ tịch xã Thanh Bình nè, đó, thấy chưa? Đó là trên có chủ tịch, dưới có chủ tịch nhỏ, trên chủ tịch lớn, dưới chủ tịch nhỏ, dưới chủ tịch nhỏ, ok. Mặc dù người ta nói chủ tịch nó là gì ta, người phục vụ nhân dân, nhưng mà cái đó là nói là một chuyện, nhưng thực hành nó là một chuyện khác, ok. Toàn là người lãnh đạo, ok. Rồi thế thì cái thời mà Chúa Giêsu sống đó, nó có ba tầng lớp lãnh đạo, ok. Không phải ba tầng lớp, ba cái gọi là gần như là ngang hàng nhau. Thứ nhất đó là dân La Mã, chế độ La Mã, tại vì cái dân Do Thái đó đang nằm ở dưới cái quản trị của La Mã, tức là Do Thái nó không là một nước độc lập, ok. Lúc đó nha, chứ không phải bây giờ nha, lúc đó dân Do Thái là thuộc địa của dân La Mã, được chưa? Rồi cho nên nó chịu sự thống trị của dân La Mã. Bản thân nội bộ dân Do Thái được hai tầng lớp lãnh đạo nữa, là tầng lớp Pharisee và tầng lớp Sadducee. Pharisee là gì? Pharisee, Sadducee, hai cái giống nhau là đều có cựu ước hết, đều có cựu ước hết, và dạy mọi người về lời của cựu ước, dạy mọi người về lời của Đức Chúa Trời. Rồi cũng có thầy tế lễ này kia nọ, nhưng chỉ sự khác nhau mà đơn giản nhất là người Pharisee là tin vào có sự sống dậy sau khi chết, thì khi mà Đức Chúa Trời hứa là Ngài sẽ làm cho những người chết sống dậy. Còn người Sadducee là những người mà tin rằng không có sự chết sống dậy, ok, là chết luôn chứ không có sống dậy nữa. Đó là hai cái khác nhau. Thì thứ nhất là mấy cái người Pharisee, người đó đi đến cám dỗ Chúa Giêsu trước, cám dỗ Chúa Giêsu về gì? Về cái việc mà đóng tiền, đúng không? Bữa trước mình vừa mới học xong là có nên nộp thuế không, thì Chúa Giêsu trả lời cho họ rồi. Thì lúc đó họ như nè, im lặng, không biết gì hết, đúng không? Chúa Giêsu trả lời cho họ gì? Đưa tờ tiền này, đưa đồng tiền này, trên đồng tiền này có mặt của ai đây? Dạ của Caesar. Vậy thì trả cái gì của Caesar, trả lại cho Caesar. Thì họ câm nín, họ không biết nói gì hết. Thì đó là bài học hôm trước rồi. Bây giờ tới một cái tầng lớp thứ hai là tầng lớp Sadducee, mới cám dỗ Chúa, đúng chưa? Trong câu số 23, đúng không? Câu 23 nãy giờ mình học đọc đó chính là cái sự cám dỗ, sự thử thách đến từ những người Sadducee, là những người không tin có sự sống dậy, đúng chưa? Tại vì sao? Vì người Sadducee lập luận như thế này. Trong phục truyền tục lệ ký chương số 25 câu số 5. Thôi Kiều ơi, thầy nói đang nói về phục truyền tục lệ ký là một cuốn sách trong Kinh Thánh, truyền ơi. Không phải phục truyền tục lệ ký là một gì ta? Là một ngôn từ, không phải là một cái cuốn sách nào khác. Này, cuốn sách trong Kinh Thánh ha. Và phục truyền tục lệ ký, nghe nói đến phục truyền tục lệ ký là mở Kinh Thánh ra, ok. Câu chương 25 câu số 5. Phục truyền 25 năm. Đúng rồi, phục truyền 25 năm. Rồi, thấy chưa? Này là lời của Môi-se phán cùng dân sự rằng, khi anh em ruột ở chung với nhau, có một người chết mà không có con, ví dụ như hai anh em ruột mà một người anh chết và không có con, thì vợ của người chết sẽ không kết đôi cùng những người ngoài, tức là không ăn nằm cùng với ngoài, không cưới những người ngoài, nhưng là anh em của người chồng phải đến cùng nàng và cưới nàng làm vợ, và làm tròn bổn phận y như bổn phận của người anh mình vậy, y như bổn phận của người chồng mình vậy. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu sao? Hiểu sao? À, ví dụ ở đây mình chỉ có một đứa con trai thôi, ok. Ví dụ không có ai có con trai hết, there is no boy here. Mượn chanh na đi, ok. Ví dụ chanh na,
với Phước là hai anh em ruột, ví dụ vậy đây. Ok, thầy à, mai mốt Chanda có vợ. Ok, vợ à, ví dụ. Ok, như là à, đây để coi à, Phương Anh hả? Phương Anh vậy. Rồi rồi ví dụ như là rem, rồi rem đi, router với xem là rem đi. Ok vậy đi. Ờ, ví dụ như Chanda có một người vợ là rem, rồi thì hai đứa này chưa có con, nhưng vì một cái vụ nào đó Chanda nó mê uống rượu và nó bị tai nạn chết, được chưa? Thì con rem này không được đi cưới đứa ở ngoài, nhưng phải Phước phải cưới nhỏ rem này, đúng chưa? Mặc dù nó nhỏ tuổi, đúng chưa, nhưng chờ cho nó lớn đủ lớn, trong kinh thánh có đó, câu chuyện phải chờ cho nó đủ lớn. Rồi thầy, đó là luật mà, đó là luật. Còn không muốn là lúc ở dưới này có một mớ nè, không muốn là bị nhục đó, bị nhục nhã lắm. Ok rồi, thiền Phước nó phải lấy con nhỏ rem này và sinh ra đứa con đầu tiên là phải theo họ của anh Chanda, thừa kế hết gia tài của anh Chanda, được chưa? Rồi đứa con thứ hai mới là con của ông Phước, được chưa? Nhưng mà Phước đang nằm với nhỏ rem đó, kết quả là nó cũng không có con, và anh Phước này nó cũng chết đi, bị tai nạn chết. Rồi thì em của ông Phước là Kiều. Ông Kiều là anh trai hả? Ủa lộn, à, Liêu là anh trai vậy đi. Ok, thầy Liêu nó sẽ lấy con nhỏ rem này. Ok, nhưng mà cuối cùng con rìu này nó cũng chết luôn, à, mà không có con luôn. Rồi sau cùng thì con nhỏ rem này nó cũng ngơi chết luôn. Thế thì sau ngày sống dậy, cả ba đều sống dậy đúng không, cả bốn đều sống dậy hết. Ok, Chanda nè, Phước nè, à, rem nè, Kiều gì nè, sống dậy hết. Thầy thì con nhỏ rem này sẽ là vợ của ai? Ông thứ nhất. Ông thứ nhất, nhưng mà thằng thứ hai nó cũng ăn nằm với nhỏ này vậy. Là vậy là nó làm vợ của cả bốn luôn hả? Là lâu lâu chạy qua bên anh này, cái buồn chạy qua anh kia. À, thế vợ của Kiều. Hả? Come on. Vậy thì mấy người sát Du Si nói rằng điều đó là điều khó giải, cho nên không có sự sống dậy. Đó là mấy ông sát Du Si ông nói như vậy. Thế thì Chúa Giêsu mới trả lời họ như thế nào? Trong Matthew, quay lại trong Matthew, Chúa Giêsu mới trả lời họ như thế nào? Có hai điều mà họ không hiểu. Thầy dạy luật cái gì mà hai điều mà các ngươi không hiểu? Hai điều mà các ngươi không hiểu. Câu số mấy rồi? Chương số 22 đúng không? Câu số 23. Chương 22, câu 23. Rồi, thì cái người này nói không những là ba anh em mà ví dụ như mấy người sát Tu-si này thách Chúa còn khó hơn nữa. Bảy anh em luôn. Bảy anh em cùng ăn nằm chung một bà, thì mai mốt sống dậy thì cái bà đó sẽ là vợ của ai? Vậy là mấy người này cũng giống như là mấy người thầy sát Tu-si này chả hiểu gì về kinh thánh hết. Thế thì Chúa Giêsu mới trả lời nè. Đây. Các ngươi chẳng hiểu gì hết, các ngươi hiểu sai rồi. Các ngươi lầm rồi. Lầm này có nghĩa là sai, tiếng Hebrew có nghĩa là đi lạc lối. Các ngươi đi lạc lối rồi. Các ngươi lầm rồi. Vì trong câu số 29 Chúa Giêsu nói vì các ngươi không hiểu kinh thánh. Vợ ông thứ nhất, vợ ông thứ hai, vợ ông thứ ba cái gì? Và cũng không hiểu nguyên phép Đức Chúa Trời luôn. Nó chết rồi, sao nó sống lại? Hai thứ các ngươi không hiểu.
chết mà sẽ sống lại. Đó là câu câu thứ hai. Các ngươi không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời. Vợ ông nhất, vợ ông hai, vợ ông ba, vợ ông nào? Đó là các ngươi không hiểu Kinh Thánh. Bây giờ Chúa Giêsu trả lời hai câu đó như thế này. There's two things the Sadducees did not know, they do not understand. Number one, the scripture. Number two, the power of God. The Sadducees did not understand. Number one, the scripture. Number two, the power of God. Không hiểu Kinh Thánh và không hiểu được quyền phép Đức Chúa Trời. Rồi. Bây giờ Chúa Giêsu mới giải thích đây, trong câu số 30. Đây là Kinh Thánh dịch nè. Đọc câu số 30. Đến khi sống lại. Là có sự sống lại không Luther? Có. Chẳng lấy chồng mà thể. Người ta không cưới vợ cũng không lấy chồng. Xong những kẻ sống lại như là thiên sứ ở trên trời vậy. Thế thì các người hiểu Kinh Thánh như thế nào? Chúa Giêsu giải thích, khi chúng ta sống dậy, chúng ta không cưới vợ cũng không lấy chồng. Không lấy chồng thì không ban cho sự kết hôn. Xong những kẻ sống lại như là thiên sứ ở trên trời vậy. Rồi bây giờ thầy giải thích, tại sao con ăn cơm? Đói thì ăn rồi. Tại sao con ngủ? Buồn ngủ thì ngủ. Buồn ngủ đúng không? Chứ phải muốn ngủ, buồn ngủ ngủ. Tại sao con phải hít thở? Chết. Tại vì cần cái khí oxy để tạo ra năng lượng. Rồi, tại sao con phải có ghế ngồi? Tại vì muốn ngồi thì phải lấy không. Tại vì đứng nhiều mỏi chân. Đâu có mỏi, có thể đi hoài đi lại, đâu có mỏi, có thể rút. Tôi cho đứng hoài từ đây sáng tới chiều rồi. Còn đi lại, còn là đứng. Rồi, tiếp. Thế thì chúng ta ăn tại vì chúng ta đói. Chúng ta ngủ tại vì chúng ta buồn ngủ. Chúng ta ngồi tại vì chúng ta mệt mỏi quá, mỏi chân quá cho nên ngồi. Chúng ta thở tại vì chúng ta cần khí oxy để thở. Thế đúng không? Rồi. Con chó nó có ăn không? Có. Nó có ăn cứt. Nó ăn cơm. Rồi con bò đi, con bò nó ăn cỏ. Tại sao con bò nó không ăn thịt heo giống như chúng ta? Tại vì con bò đâu phải là người. Tại vì cái cơ quan tiêu hóa của con bò nó cần cỏ chứ nó đâu cần thịt heo. Con bỏ thịt heo vô nó làm sao? Đúng chưa? Rồi cỏ, tại sao chúng ta không ăn cỏ sống như con bò? Tại vì cái cơ thể chúng ta cần cơm chứ đâu có cần cỏ sống, vi khuẩn vô ăn chết thì sao? Thế thì ở đây là gì? Ở đây thầy muốn nói điều gì? Sở dĩ Chúa cho chúng ta giấc ngủ bởi vì cơ thể chúng ta cần ngủ. Chúa cho chúng ta thở oxy bởi vì Chúa biết cơ thể chúng ta cần khí oxy. Chúa cho chúng ta cơm ăn bởi vì Chúa biết cơ thể chúng ta cần thức ăn. Đúng chưa? Bây giờ tất cả cái những nhu cầu đó ai cho? Chúa cho. Đúng chưa? Chúa tạo ra mình thì Chúa cho những cái nhu cầu đó cho mình. Bây giờ giả sử như con lấy cơm với thịt heo chan ngon lành, con cho bưng cho con bò nó chê hay là nó khen? Nó chê. Tại sao? Vì cơ thể nó không cần. Cơ thể nó cần cỏ chứ nó không cần cơm với thịt heo. Nó mừng. Đúng rồi. Thế thì do cái nhu cầu của mình, đúng không? Thiên sứ ở trên trời, đúng chưa? Thiên sứ trên trời có cần ăn không? Không. Cần uống không? Thì họ cần. Đức Chúa Trời đâu có cho họ ăn chấy. Đức Chúa Trời đâu có cho thiên sứ uống nước chấy. Đúng không? Thiên sứ có cần thở không? Không, đâu cần khí oxy đâu thở. Vậy Đức Chúa Trời cho họ thở chứ. Thì họ là một linh sống. Ở đây chúng ta có những nhu cầu. Ví dụ mấy đứa gái có những nhu cầu sinh lý, cần được bảo vệ, cần được yêu thương, cần được chăm sóc, cho nên mới cần có chồng. Anh nào đó nhắn tin, ôi em đẹp lắm, em ăn cơm chưa, là tự nhiên tim đập bình bịch. Em yêu ơi, em ăn cơm sáng chứ, em ăn sáng chưa, em có đói không, là tim đập bình bịch liền. Đó là tại sao?
Vì mỗi đứa con gái, Đức Chúa Trời tạo một cái nhu cầu như vậy. Nhu cầu được bảo vệ, nhu cầu được săn sóc, thì chúng ta có một cái nhu cầu có chồng. Đúng chưa? Có chồng là một nhu cầu giống như chúng con ăn uống ngủ nghỉ vậy. Đúng chưa? Nhưng khi chúng ta về với trời, về với Chúa, chúng ta giống như thiên sứ, thì chúng ta không có cái nhu cầu đó. Đơn giản bởi vì chúng ta không có cái nhu cầu đó. Chúng ta không có nhu cầu được được gì ta, được săn sóc, mà được chạm, được rờ, được yêu thương, được ôm ấp rồi đó. Chúng ta không có cái nhu cầu đó. Vì vậy cho nên ở trên trời không có chồng, không có vợ. Không có chồng, không có vợ thì cũng không có cha, không có con. Không có cha con, không có mẹ, không có ba mẹ nữa. Ở trên trời tất cả chúng ta đều như nhau, đều là giống như thiên sứ và được Đức Chúa Giêsu dẫn dắt. Chúng ta ở đây tại sao? Tại sao mà bí phước nó cần có ba? Tại vì không có ba cái là ai cho nó ăn, ai chăm sóc nó, đúng không? Thiên tâm mà không có mẹ thì ai cho nó bú? Bước vô bò nó đát bít là tự nó đi, tự bò chạy tới cho nó hả? Tự nó đi tới bò hả? Không thể. Tại vì nó phụ thuộc. Tại vì nó phụ thuộc. Thôi, lạc đề rồi. Thầy lạc đề đâu? Thầy nói bé phước thiên tâm cần có ba mẹ. Chúng ta trên đất này yếu đuối cần có sự chăm sóc, đúng chưa? Cần có mối quan hệ vợ chồng vì đó là cái nhu cầu sinh lý. Hiểu ai chữ nhu cầu sinh lý không? Người nam có những nhu cầu sinh lý là cần đến người nữ. Người nữ có những nhu cầu sinh lý cần đến người nam. Đó là nhu cầu. Nhưng khi ở trên trời chúng ta không có những nhu cầu đó. Không có những nhu cầu đó. Vì vậy Chúa Giêsu nói chúng ta sẽ giống như thiên sứ và chúng ta không có vợ chồng. Ok. Không có mối hệ cha con. Vậy thì những người ở trên trời đó có nhìn xuống thế gian, ôi đó là con của tôi kìa, rồi khóc. Đúng không? Mấy người mà tin Chúa trước mình á, ví dụ như mục sư Tô Kéo rồi, giờ hiện tại là ông đang ở trên trời á, có khi nào mà ông nhìn xuống ông kìa, ôi thánh của tôi kìa, con cháu của tôi kìa, nó đi làng lầm được lạc lối. Có không? Không. Tại vì sao? Tại vì không có cái nhu cầu đó nữa. Cha con, vợ chồng chỉ là ở trên đất này thôi. Khi chết rồi thì không còn nữa. Chính vì vậy cho nên người anh chết mà không có con thì người em sẽ đi nằm cùng vợ của người anh để sinh ra con và thừa kế tài sản ở trên đất này. Toàn bộ những gì Mô-xe nói là những thứ ở trên đất này. Mà những người Pha-ri-si lại lấy cái thứ trên đất này là ép cho những thứ trên trời cũng giống vậy. Chúa Giêsu nói, không, các ngươi chẳng hiểu Kinh Thánh là như vậy. Trời khác, đất khác. Trên đất các ngươi có nhu cầu ăn, các ngươi nhu cầu sinh lý, các ngươi có nhu cầu vợ chồng. Nhưng mà trên trời thì các ngươi đâu có những nhu cầu đó đâu mà các ngươi lại kêu là giống. Hiểu chưa? Đó là điều thứ nhất. Các ngươi không hiểu Kinh Thánh. Ok. Cho nên mai mốt mà thầy có chết rồi, thầy về trời rồi, thầy vui mừng lắm. Thầy không có nhìn xuống dưới nhìn, nó xem kìa, Kiều kìa, Kiều nó đi cưới người Công Thánh Chúa kìa, bây giờ nó bị chồng nó đập chồng nó đá kìa. Không, không có đâu. Không đâu. Ok, không có nhìn xuống. Đức Chúa Trời tạo cho chúng ta một cơ thể mới. Vậy cái thứ nhất, những người Pharisee, những người Sadducee không hiểu đó là gì. Dùng những thứ ở trên đất mà nghĩ giống như trên trời cũng vậy. Hiểu chưa? Thôi, tỉnh ngủ đi. Tại vì có rất nhiều người tóc trắng râu bạc phơ hiểu sai Kinh Thánh. Hiểu như thế nào chứ? Đức Chúa Trời Cha, vậy phải có một Đức Chúa Trời Mẹ. Rồi có Đức Chúa Trời Con là Đức Chúa Giêsu. Cho nên Đức Chúa Trời Mẹ phải là Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời Mẹ. Còn Đức Chúa Trời Cha là Đức Chúa Cha. Vớ vẩn. Vớ vẩn. Tầm bậy.
Đừng có lấy những thứ ở trên đất này mà đẻ ra những thứ ở trên trời. Trời đẻ ra đất, Đức Chúa Trời đẻ ra đất, sinh ra đất, tạo ra đất, chứ không phải đất sinh ra Đức Chúa Trời. Đừng lấy những thứ ở trên đất mà nghĩ là trên trời giống như vậy. Đúng chưa? Đó là sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ nhất. Hãy hiểu Kinh Thánh, hãy hiểu về thiên đàng giống như những gì Chúa Giêsu nói. Vì Chúa Giêsu nói gì? Chẳng ai từ trời mà xuống đây nói cho các ngươi biết trên trời có gì đâu, ngoại trừ Đức Chúa Con, Chúa Giêsu. Được chưa? Vậy thì chúng ta chỉ hiểu về thiên đàng giống như những gì Kinh Thánh nói, giống như những gì Chúa Giêsu nói. Đừng bịa ra. Những người Pharisee này bịa Kinh Thánh, hiểu sai Kinh Thánh và bịa Kinh Thánh. Đó là lý do của nhiều tà giáo ngày hôm nay. Tại sao có Công giáo La Mã, Thiên Chúa giáo? Tại sao có Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ? Rồi tại sao có Hội Thánh Khoa học? Rồi Hội Thánh... Tại vì sao? Vì họ hiểu sai Kinh Thánh. Họ hiểu sai Kinh Thánh. Lỗi này là lỗi rất nhiều. Không ai đến từ trời nói cho chúng ta biết trên trời có gì. Chỉ có Con ngồi kế bên Cha mà thôi. Chỉ có Chúa Giêsu nói về trời cho chúng ta, chúng ta tin mà thôi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Có những mấy ông mục sư trên mạng tầm 7, tầm 3. Mục sư được Chúa cắt lên tầng trời thứ 3. Thấy trên trời có cái này, có cái kia, có cái nọ. Rồi đi xuống đây, nói cho các môn đồ, nói cho các thánh đồ biết, nói cho hội thánh biết. Vớ vẩn. Mấy ông nằm mơ ở đâu ra vậy? Ông nằm mơ thì nói quách, ông nằm mơ đi. Ở đó mày đặt đẩy lên trên trời. Không có chuyện đó nha. Không có chuyện đó nha. Kinh Thánh nói không có một ai từ trời xuống dưới đây mà nói cho chúng ta biết. Chỉ có Con duy nhất là Chúa Giêsu nha. Cẩn thận với những người tiên tri giả như vậy. Bà Helen White, chủ của Hội Thánh Thuần Khiết ngày thứ 7 gì đó, ngày thứ 7 Thuần Khiết, Seventh Day Adventist, Hội Thánh Thuần Khiết gì đó, là người mà thành lập ra cái những Hội Thánh Thuần Khiết. Bà kêu được, khi bà trong lúc cầu nguyện, Chúa cất bà lên lúc trên tầng trời thứ mấy rồi nói. Cái đó là câu chuyện của ông Giăng trong sách Khải Huyền, trong sách Esai, trong sách Jeremy. Những người tiên tri đó được Đức Chúa Trời dẫn dắt. Trong vision, trong cái tầm nhìn, trong vision của họ, họ thấy được. Trong vision, trong cái tầm nhìn của họ, họ thấy được. Chứ thực chất chỉ có Đức Chúa Con duy nhất là từ ngôi bên hữu của Cha mới đến thế gian này và nói cho chúng ta về nước Đức Chúa Trời mà thôi. Okay. Không có cái khải tượng ngày hôm nay. Không còn khải tượng nữa. Ngày hôm nay không còn khải tượng nữa. Đừng tin vào những khải tượng vớ vẩn. Đó là sai lầm thứ nhất của những người Sa-tu-se. Sai lầm đó là gì? Lấy những thứ ở trên đất ghép cho những thứ ở trên trời. Lấy rằng ở đây là bà này là vợ của 7 ông nè, cho nên lên trên trời chắc vợ của ông nào, chắc cũng bảy của 7 ông luôn. Đó chính là sai lầm. Được chưa? Đó là thứ nhất. Sai lầm thứ hai của mấy người này, Chúa Giêsu nói đó vậy. Các ngươi không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thế nào. Đó là sai lầm thứ hai. Các ngươi không hiểu quyền phép của Đức Chúa Trời như thế nào. Những người Pharisee nói này, dạ chết, chết rồi sau đó chờ Chúa đến rồi mới có đến ngày sống dậy. Chờ Chúa đến rồi mới cho đến ngày sống dậy. Chúa Giêsu giải thích thế này. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời tự xưng mình là gì? Danh đời đời của ta, danh đời đời của Đức Chúa Trời là gì? Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Nhớ không? Abraham chết chưa? Chết rồi. Isaac chết chưa? Chết rồi. Jacob chết chưa? Chết rồi. Thế thì không lẽ Đức Chúa Trời của mấy người chết? Không lẽ Ngài là Đức Chúa Trời của mấy người chết? Chúa Giêsu nói Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết nhưng của kẻ sống. Vậy Abraham, Isaac, Jacob còn sống. Sống là gì? Sống là được sống hả?
Giờ phải hiểu sống là gì trước, mà chết là gì trước. Sống là gì? Sống là gì? Sống là được tương tác với sự sống. Đức Chúa Trời là cội nguồn của sự sống, là ánh sáng của sự sống, ánh sáng của con người. Nếu như chúng ta tương tác, có mối liên kết từ Ngài thì chúng ta sống. Nếu chúng ta không có mối liên kết với Ngài thì chúng ta chết. Ví dụ như cái cây, nó có liên kết với đất, đúng chưa? Ra sống và ra nhánh cây. Này ví dụ thôi, đúng chưa? Nó không hoàn hảo nhưng ví dụ thôi. Cái nhánh đó tại sao con biết nó sống? Tại vì nó còn gắn với cái cây thân cây. Nếu mà chặt nó ra khỏi thân cây thì nó sẽ chết. Đức Chúa Trời là cội nguồn của sự sống. Nếu một người nào đó biết Đức Chúa Trời và có mối thông công với Đức Chúa Trời thì người đó còn sống ở trên đất này, đang sống. Còn những người đang ở trên đất này, ví dụ mấy người xung quanh đó, không biết Đức Chúa Trời. Đó, con thấy họ đi làm bình thường nhưng họ không biết Đức Chúa Trời, không có mối quan hệ nào với Đức Chúa Trời, thì có phải là Chúa Giêsu nói họ đã chết không? Đúng không? Vậy thì sống và chết mà Kinh Thánh nói đến, đó chính là mối quan hệ thông công với Đức Chúa Trời. Được chưa? Abraham, Isaac, Jacob, cả cuộc đời của họ luôn có mối quan hệ thông công với Đức Chúa Trời. Khi họ rời khỏi trần gian này thì họ đi về Đức Chúa Trời. Vậy thì mình so sánh nó như thế nào? Giống như là con đang chạy chiếc xe máy á, con lên chiếc xe máy con chạy. Nghe chưa? Rồi, khi mà con dừng xe lại, con bước ra khỏi xe, con đi làm việc khác, con còn sống không? Còn không? Sống bình thường. Được chưa? Còn cái xe bỏ đó, bỏ đó không có làm gì hết, nó để nó hư, nó nát thì xe đó như thế nào? Chết. Nhưng mà mình vẫn còn sống. Vẫn đi bình thường, vẫn còn sống bình thường, đâu chết đâu. Chỉ có chiếc xe đó chết thôi. Vậy thì Chúa Giêsu muốn nói đến cái thể xác của chúng ta là cái xe. Nhờ có chiếc xe mình đi xa, đi băng rừng, băng núi, băng suối, băng ngàn gì đó. Đây đâu quản trị xe này đi bằng tốt. Không có nó, xác này đi, cái này thầy đi sao nói. Vậy thì dựa vào cái xác này, cái thể xác chúng ta này, mà cái linh hồn của chúng ta hoạt động. Cái linh hồn chúng ta là sự sống. Linh hồn chúng ta đó chính là chúng ta. Cái xác chúng ta giống như chiếc xe đó đó. Ngày nào đó thì chiếc xe đó bỏ trả về cát bụi thôi, nó là cát bụi mà. Thì cái xác này cũng vậy, cũng sẽ trả về cát bụi. Nhưng mà chúng ta có chết đâu. Chúng ta đâu có chết. Chúng ta chỉ đi từ, có chiếc xe đó thì mình làm việc xa xa, đi vòng vòng xa xa được. Không có chiếc xe đó thì mình ở gần. Có cái xác này thì mình làm việc ở trên đất này. Còn không có cái xác này thì mình về với Chúa. Mình đâu có làm việc trên đất này nữa làm chi. Đúng chưa? Trong Kinh Thánh, chết là sự cách lìa khỏi Chúa. Còn tất cả mọi người xung quanh đó, họ chỉ ở trên đất này thôi. Và họ xuống địa ngục. Họ đã chết. Mặc dù họ đang hoạt động, họ đã chết. Nhớ cái câu Chúa Giêsu nói với một kẻ, một kẻ đi theo Chúa: Chúa ơi Chúa, cho con đi theo Ngài với. Chúa đi theo ta. Ở Chúa khoan đã, chờ con 5 phút, con về con chôn cha của con xong rồi con đi theo Ngài. Cái Chúa Giêsu nói gì? Đi theo ta, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Đối với Chúa Giêsu, tất cả bọn họ đều chết hết. Người nằm ở dưới đất chôn xuống cũng chết, mà người mà đang đi kia cũng chết. Đúng chưa? Abraham, Isaac, Jacob, họ chết không? Không. Họ chỉ bỏ cái xác mà mình xuống dưới đó thôi, xong rồi họ về với Chúa trên trời. Đúng chưa? Cho nên Chúa Giêsu nói Đức Chúa Trời là Chúa của những kẻ sống. Abraham còn sống, Isaac còn sống, Jacob còn sống. Bây giờ trong tâm linh của họ, họ có thể nghe thầy nói được, không biết thầy họ có nghe được không thì biết. Nhưng mà thầy chắc chắn 100%, 1000%, 1000000% cũng vậy luôn, là họ còn sống. Đúng chưa? Lấy một ví dụ nữa coi. Bữa trước mình vừa mới học trong sách Matthew luôn. Chúa Giêsu dẫn ba người lên núi, ai? Phi-e-rơ, Giăng và
Ba ai nữa? Gia cơ. Ba người đó Chúa dẫn họ lên trên núi. Sau đó có hai người hiện ra và nói chuyện cùng Chúa là Môi-se và Ê-li. Vậy ông Ê-li có chết đâu? Đúng chưa? Vậy ông Ê-li có chết đâu? Chúa Giê-xu nói chuyện với ông đó, ông có chết đâu. Và còn và Abraham và còn nhiều nữa chưa chết. Họ không có chết. Họ chỉ đi nơi khác thôi. Đúng chưa? Mục sư Tô Kè rồi có chết không? Không, ông chỉ đi nơi khác thôi. Mà nếu ông đi nơi khác bắt mới mày phải khóc. Hả? Pastor Tokero, did he die? No, he did not die. He just go to another place. And when he goes to another place, why you are crying? No, he's not dying. The Bible said God is not God of the dead, but he is God of the living. The mistake number two of the Pharisee and the Sadducee is that they do not understand the power of God. Họ không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. Đúng chưa? Thầy không chết. Và thực chất thầy không bao giờ chết nữa. Thầy chỉ có cái là rời bỏ. Giống như rời bỏ chiếc xe đi đã rồi. Rời bỏ xe đi về. Về với Chúa thôi. Đây này chỉ đi. Thể xác này chỉ giống như một chiếc xe thôi. Buồn buồn bị tai nạn. Rớt mất cánh tay. Thầy nó giống gì không lẽ à, thầy vào thiên đàng không có tay. Không có đâu. Nó chỉ là cái xe thôi. Ví dụ như xe đi đã bị tai nạn rớt mất cái kiến. Rồi thì nó giống như cũng là chiếc xe mà nó mất kiến thôi. Cũng một thể xác mất cái tay thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà thầy vẫn còn nguyên. Thầy vẫn còn nguyên. Thấy chưa? Người Pharisee, người Sadducee chứ, không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời là như vậy. Họ cứ tưởng là chết rồi. Abraham chết. Mấy anh em chết rồi. Vì họ không tin vào sự sống dậy mà. Chết rồi. Chúa nói không, họ không chết. Thấy chưa? Vậy qua bài học hôm nay, Chúa dạy những người Pharisee hai điều. Điều thứ nhất về Kinh Thánh, về sự sống dậy. Về Kinh Thánh như thế nào? Khi chúng ta sống dậy thì chúng ta sẽ giống như thiền sư. Và thực ra chúng ta còn hơn cả thiên sứ nữa. Để thầy cho mấy đứa một câu ha. À, trong Giăng nhất đoạn 3 câu 2. Giăng nhất đoạn 3 câu 2. Giăng nhất. Nữa nó gần cuối á. Nó gần cuối luôn. Nở luôn. Chu đe. Đây. Trước rồi. Đây. Răng là răng nhì nè. Qua cái nữa răng nhất nè. Động 3 câu 2. Rồi Kinh Thánh nói gì? Rồi, bây giờ nha, không phải là tương lai nha. Bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào? Sẽ ra thế nào là gì? Là mai mốt chúng ta về trời, chúng ta sẽ ra như thế nào? Như thế nào thì chúng ta chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến thì chúng ta sẽ... Wow. Ngài đó là ai? Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sống dậy từ cõi chết đúng không? Và Kinh Thánh chép khi chúng ta sống dậy chúng ta sẽ giống như chính Ngài vậy. Thấy chưa? Quyền năng, vinh hiển, không có đau, không có buồn, không có, tức là không bị giới hạn nữa. Bây giờ thầy đi ra ngoài đường nắng quá. Giờ thầy đi bộ từ đây tới nên đi nổi không? Đi gì nổi, đi bộ từ đây Quảng Trị đi nổi không? Không nổi. Nhưng mà đến bây giờ ví dụ như thì nhảy một cái xuyên qua nóc nhà này nổi không? Không. Dù có nhảy lên tới trên đó cũng đụng nóc nhà dội xuống. Không
À vậy không tới. Bắt ghế đứng cao lên nhảy vô nó xuyên đường nó nhào. Ừ nhảy lên nó bung vô trúng cái cây dội xuống. Ở lên rồi lên tới đâu xong rồi rớt xuống. Tại vì sao? Vì chúng ta đang bị giới hạn ở trên đất này. Chúng ta bị giới hạn bởi những cái luật lệ mà Chúa Trời tạo ra trên đất này. Giới hạn của luật gì? Trọng lực nè. Giới hạn của luật gì? Luật vạn vật hấp dẫn nè. Giới hạn của luật gì? Về nhiệt năng nè. Rất nhiều giới hạn. Thấy chưa? Giống như xe máy giờ nó tự do vậy đó. Nhưng mà nó chạy ngoài đường, nó muốn bay 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 déo déo déo. Được không? Công an nó hút cổ liền nhưng mà được. Bay déo déo. Ừ. Thế thì khi ở trên đất chúng ta bị giới hạn bởi những luật đó. Ở đây chúng ta gọi là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời nhưng nó chưa được bày tỏ. Khi mà chúng ta về với Đức Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ giống như Ngài. Và chúng ta không bị giới hạn bởi những cái luật ở trên đất này nữa. Vì vậy cho nên Chúa Giê-xu nói, ôi ở đây ngươi giới hạn vì sao? Vì ngươi cần ăn, vì ngươi thèm thuồng. Ủa chứ giờ thèm có bạn trai à, đó là nhu cầu sinh lý rồi. Đó là thèm mà được ăn ngon, thèm được mặc đẹp, thèm được trang điểm à, thèm thích có điện, thích thèm. Thầy kêu thèm, thầy kêu không là con có mặc đẹp không, mà thầy kêu là con thèm. Thèm được điện thoại ngon à, thèm được ăn ngon, thèm được trà sữa, thèm được có bạn trai, thèm được có người yêu thương, thèm được có người nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày à, thèm đó, có nhiều cái đó gọi là những cái nhu cầu người ta thèm. Nhưng trên trời chúng ta được đầy đủ rồi, được chưa? Và sự đầy đủ đó không thèm gì cả. Trên thời đó chúng ta không thèm gì cả, được chưa? Giống như thiên sứ, và hơn cái nữa giống như Ngài, giống như Chúa Jesus Christ. Dạ, đó là cái thứ nhất. Vậy trên trời không có mối quan hệ chồng, con, vợ chồng, cha mẹ. Chúng ta thèm được bảo vệ, chúng ta thèm chăm sóc. Vì chúng ta lên trên trời, chúng ta là thiên sứ, chúng ta đâu có đẻ con nữa đâu. Tại sao chúng ta đẻ con? Tại sao mai mốt Luther đẻ con? Tại vì Đức Chúa Trời ban cái quyền đẻ con. Nhưng mà trên trời đâu có thèm nữa, chúng ta đâu có đẻ con ra đâu. Satan nó có đẻ con không? Có. Đâu ra? Nó bịa ra nữa. Satan nó quyền quy gì đó ghê gớm lắm, nhưng nó không có đẻ con. Vì Chúa không có cho nó cái quyền đẻ con. Đơn giản thôi, Chúa nó không cho cái con bò, tại sao nó không ăn thịt? Chúa nó không cho, Chúa không cho nó cái cơ thể, không cho cái quyền, không có cho cái nhu cầu ăn thịt. Hiểu chưa? Thì Satan nó đâu có cái nhu cầu đó. Mà nó không có cái nhu cầu đó thì nó đâu có đẻ con, nó đâu có đi tìm những thiên sứ cái. Ô tôi là Satan, ta đi tìm, ta là thiên sứ đực, ta đi tìm thiên sứ cái đẻ ra con, cái đó là bịa rồi đó. Hiểu chưa? Vậy Chúa Giêsu lúc ở trên đất này, Chúa Giêsu không có vợ. Được chưa? Mà Satan là một tạo vật, Chúa Giêsu là đấng tạo hóa. Chỉ vậy. Gì đây? Hay là hỏi giống như một số tôn giáo bị Giêsu và Satan là anh em, rồi có cái hình hai người đưa tay ra gồng, Chúa Giêsu gồng, Satan bên kia gồng, mấy cái đó vớ vẩn, tầm bậy ha. Gì nữa? Không. Satan không có cái nhu cầu. Gì? Chúa Giêsu trên đất là người, Chúa Giêsu có nhu cầu. Nhưng Chúa Giêsu không muốn, Chúa Giêsu muốn làm trọn ý của Đức Chúa Trời. Đức Trời bổng tơ lại Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu là một, hai trong một. Rồi gì nữa? Gì nữa? Con có hỏi gì nữa? Bớt. Rồi, tiếp, đó là cái thứ nhất.
Cái thứ hai mà những người Pha-ri-si không hiểu, họ cứ tưởng rằng Abraham chết rồi, Isaac chết rồi, Jacob chết rồi. Nhưng Chúa Giê-xu nói không, họ không có chết. Vì Đức Chúa Trời nói, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob. Và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của những kẻ sống, chứ không phải Đức Chúa Trời của những kẻ chết. Rồi, hiểu chưa? Hiểu. Hiểu chưa? Còn câu hỏi nào nữa? Còn câu hỏi nào nữa? Con muốn hỏi Đức Chúa Trời có ăn cơm không? Hơi Đức Chúa Trời ở trên đất, Đức Chúa Trời ăn cơm không thể? Thế nói bây giờ Pharisee không thể? Khi Chúa Giê-xu ở trên đất, Chúa Giê-xu 100% là người, 100% là Đức Chúa Trời. Vì Ngài 100% là người cho nên Ngài đói, Ngài ăn cơm, Ngài ỉa. Ai nói Chúa Giê-xu không ỉa vậy? Giê-xu khi Ngài trên đất, Giê-xu ỉa, Giê-xu đái, Giê-xu ngủ, Giê-xu đói bụng, Giê-xu bị đau, Giê-xu mệt. Sát-tu-xê Pha-ri-si có đọc Kinh Thánh. Vì họ bị thần thế gian che, vì sự tự cao của mình che. Họ muốn hiểu Kinh Thánh theo ý muốn của mình. Sa-tăng là gì? Sa-tăng có đọc Kinh Thánh không? Có. Trong sách Matthew, Sa-tăng dùng Kinh Thánh để cám dỗ Chúa. Sa-tăng có hiểu Kinh Thánh không? Có. Hiểu hơn cả con của Đức Chúa Trời. Hiểu hơn cả con của Đức Chúa Trời, hiểu hơn chúng ta nữa. Nhưng mà Sa-tăng lại dùng Kinh Thánh để cố tình hiểu sai nó. Được chưa? Mấy người Pha-ri-si được cũng vậy. Thế thì tại sao có mấy người tôn giáo giả trong quá trình tôn giáo xung quanh này cũng mạo danh Giê-xu vậy? Tại sao? Mạo danh Giê-xu để kiếm tiền. Mạo danh Giê-xu là để được chuộc lợi. Mạo danh Giê-xu đó chính là họ được quyền trao bởi Sa-tăng. Thế người Pha-ri-si cũng biết Kinh Thánh. Người Pha-ri-si cũng biết Kinh Thánh. Sa-đốc-si cũng biết Kinh Thánh. Người Phật giáo. Phật giáo họ thờ kinh của họ không phải là Kinh Thánh. Kinh của họ là Nam Mô Nam Mô. Kinh của họ là những thứ mà do con người ta viết ra. Để dẫn người ta đi sai đường. Tại sao người công giáo có Kinh Thánh nhưng họ không đọc? Tại vì họ bị Sa-tăng che lối. Đối với họ Kinh Thánh không quan trọng. Đối với họ tiền cũng quan trọng, cho nên họ đi kiếm tiền. Đi nhà thờ. Họ đi nhà thờ, họ chủ yếu là nghe chuyện vui, nghe chuyện cười. Tại vì nếu con hỏi họ, ông Mô-xê là ai, ông Mô-xê đã làm gì, kể cho tôi nghe hết cái câu chuyện của Mô-xê coi, kể cho tôi nghe hết câu chuyện cuộc đời của Abraham coi. Không biết. Bây giờ người thờ Chúa Giê-xu đúng không? Kể cho tôi nghe cả cuộc đời Chúa Giê-xu từ lúc ông mới sinh cho lúc Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, kể được không? Tại vì sao? Họ thờ là chỉ họ thờ những hình tượng thôi. Họ thờ những câu chuyện vui thôi. Họ thờ ông cha nhà thờ thôi. Ông cha nhà thờ. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin lành theo Thánh Ma-thi-ơ. Rồi ông đọc chom 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 chom. Amen. Rồi xong rồi bắt đầu đi kể chuyện cười. Còn ông thầy mở cho xem. Nhưng mà cha của công giáo lại đọc Kinh Thánh. Ông đọc Kinh Thánh, nhiều mà ông đọc Kinh Thánh một cái đoạn, ông không có giải thích Kinh Thánh, ông chỉ làm cái gì đâu tung ben ngoài không. Và giải thích Kinh Thánh sai. Và chỉ gì? Chỉ dùng những cái đoạn Kinh Thánh nói về tình yêu thương. Nói về gì? Phải tha thứ. Nói về gì? Phải kính trọng Đức Chúa Trời. Nhưng mà điều quan trọng nhất mà họ chưa có là gì? Không nhận biết Chúa Giê-xu. Đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật cũng vậy, con làm điều tốt đúng không? Đạo Phật cũng vậy, yêu thương đúng không? Nhưng mà điều quan trọng là gì? Họ không nhận biết Chúa Giê-xu. Cái đó mới là cái quan trọng. Vì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Ngài chính là Đức Chúa Trời. Và thông qua huyết của Ngài mà chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời. Đó là cái quan trọng nhất. Còn mấy cái kia chỉ là cái phụ thôi.
họ đều xuống địa ngục hết. Thì người Công Giáo vì sao tin chuông con thập hương thế? Họ đâu có phải là tin Chúa đâu. Họ chỉ biết Chúa thôi. Họ chẳng biết Chúa even. Họ không biết Chúa luôn. Họ chỉ biết tên thôi. Họ chỉ biết tên thôi. Sao họ nói họ thập hương với Chúa Giêsu với cả mẹ của Chúa Giêsu Maria? Thì cái đó là miệng của họ nói ra. Họ cứ nói là tại vì họ muốn thờ theo ý của mình. Lỗi của thế gian là gì? Lỗi của thế gian là lấy những thứ ở trên đất và tưởng giống ở trên trời như vậy. Đó là cái lỗi của thế gian. Ôi thế gian, mẹ là tất cả, mẹ là tất cả gì đó rồi không biết. Rồi thờ phương mẹ, cho nên thờ Chúa, tại sao không thờ mẹ của Chúa? Phải thờ mẹ của Chúa. Mẹ nói chuyện với Chúa là Chúa nghe liền, tại vì đó là mẹ của Ngài. Vớ vẩn. Đó là nghe những thứ ở trên thế gian này đúng không? Đúng. Ở trên trái đất này đúng không? Đúng. Nhưng mà cái đó là việc ở trên đất, làm sao mà giống ra việc ở trên trời được? Hai việc khác nhau chứ. Bây giờ ở Việt Nam mình cứ đi bên phải, chạy xe bên phải, cứ thế mà chạy đi. Đúng rồi đó, qua bên Thái Lan anh chạy bên xe phải đi, nó phạt cho mà thấy. Bên Thái Lan luật giao thông của nó là đi bên trái. Chưa đi lần nào đúng không? Bữa nào tôi dẫn đi Thái Lan cho biết. Luật ở nước này làm sao mà áp dụng bên kia? Làm sao mà nghĩ chuyện dưới đất mà nghĩ giống bên trời? Phải có mẹ, mẹ là yêu thương, mẹ là tất cả, cho nên trên trời phải kính trọng Mary, mẹ của Chúa Giêsu. Vớ vẩn. Đừng có bịa. Người Sa-đu-si là phạm một cái lỗi là lấy những thứ trên đất mà cứ tưởng ở trên trời. Chúng ta là những người tin Chúa, đừng dịch như vậy. Đừng dịch như vậy, đừng tưởng như vậy. Ok. Có nhiều người nằm mơ thấy Chúa, giống như đêm qua em nằm mơ là bác Hồ Râu, bác Dài, tóc phát, bác Phơ vậy đó. Đêm qua em mơ nằm thấy Chúa, Chúa ánh sáng long lánh long linh, tóc Chúa dài, mắt Chúa xanh tỏa sáng. Vớ vẩn. Hả? Rất nhiều người nằm mơ gặp thấy Chúa. Đó là vớ vẩn nha. Không có những chuyện như vậy. Ok. Sống phải sống bằng đức tin. Tin cái gì? Tin vào lời Chúa nè, cuốn Kinh Thánh này nè. Đừng có tin tầm bậy, đừng có tin lung tung mấy lời người ta nói, đừng có tin những cái mà luận lý dường như là đúng đối với con người này. Dường như là đúng, suy lấy những thứ dưới đất mà suy ra những thứ trên trời. Trong khi trời mới đẻ ra đất chứ đâu phải đất đẻ ra trời. Trái đất với bầu trời cái nào bự hơn? Bầu trời bự hơn, nó trùm trái đất chứ. Trái đất nó ở trong trời chứ đâu phải trời ở trong trái đất đâu. Làm sao mà chúng ta lấy những thứ trên đất này, những giáo lý, những cái tình yêu thương, những truyền thống ở trên đất này mà suy ra trên trời được? Được chưa? Đó là cái lỗi lầm sai của những người thờ phượng Chúa một cách sai lầm. Rồi. Vậy thì khi con nghe giảng mấy người đó giảng, ôi hay quá, tuyệt vời quá, nhưng họ đi sai lắm. Sai lắm. Phải hiểu ra được điều đó. Ok. Lấy Kinh Thánh làm nền tảng, lấy lời Chúa làm nền tảng của đức tin. Đức Chúa Giêsu là đá góc nhà, các môn đồ đã xây dựng nên nó rồi, nguyên của Kinh Thánh nè. Nó chính là nền tảng căn nhà của chúng ta đó, là chúng ta đức tin đó. Và chúng ta bước lên trên nó, đi trên nó, đừng có đi trên truyền thống con người, đừng bịa ra. Khi nào chúng ta không hiểu, chúng ta chấp nhận. Đừng cố gắng hiểu những thứ ở trên đất này theo cách hiểu của chúng ta. Đừng cố gắng hiểu những thứ trên trời theo cách hiểu của chúng ta. Đừng dịch. Ok. Rồi. Ai có câu hỏi nào nữa? Hết rồi thì chúng ta cầu nguyện ha. Let's pray. Thank you dear Lord. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa qua bài học về những người Sa-đu-xê này, là những người đã phạm hai lỗi sai lớn mà Chúa muốn dạy chúng con. Thứ nhất, những người Pha-ri-xê này đã không hiểu được Kinh Thánh, không hiểu trong Kinh Thánh về sự sống dậy. Vì những người Pha-ri-xê này đã lấy những thứ ở đất mà suy ra những thứ ở trên trời. Xin Chúa hãy giúp chúng con hiểu theo những gì mà Chúa dạy, đừng hiểu theo những gì mà chúng con suy nghĩ trong đầu, những gì mà truyền thống của con người để lại để suy ra những thứ trên trời. Nhưng hãy để những thứ ở trên trời điều khiển và suy nghĩ của chúng con.
Và điều thứ hai, những người Pharisee này đã không hiểu về quyền năng của Đức Chúa Trời. Đối với họ, Abraham, Isaac và Jacob đã chết. Nhưng Chúa nói không, Abraham, Isaac, Jacob, họ vẫn còn sống. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của kẻ sống, chứ không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết. Họ chỉ rời bỏ nhà của họ mà thôi, ở trên đất, đó là thể xác, để về với Chúa, chứ họ không có chết. Vậy thì chúng con là những người hiện đang sống và mãi sống ở trong Chúa. Đó là sự sống đời đời mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con sẽ không bao giờ chết nữa. Chúa muốn nhắc nhở chúng con rằng đừng chăm sóc, đừng chú tâm vào những gì ở trên xác này, nhưng hãy chú tâm vào linh, vào sự sống mà chúng con có ở trong Chúa Giêsu Christ. Vì Ngài là ánh sáng, là sự sống của thế gian. Cảm ơn Chúa nhiều lắm vì sự nhắc nhở của Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng con, cũng như giúp cho các em hiểu được điều này, để các em bước đi trong đức tin một cách vững vàng, để các em không bị những tà giáo, không bị quỷ Satan, không bị những tà giáo dùng những lời ngon ngọt, dùng những lẽ phải của thế gian này lừa lọc. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.